đóng gói tác phẩm Tùng Hạc Diên Niên cho bác khách ở bên Đức đây. Sau 2 tháng chế tác thì tác phẩm Tùng Hạc Diên Niên trên một cái phôi đĩa tròn đã hoàn thiện, và bác khách mới chỉ xem qua clip thì cũng đã thấy ưng ý rồi, và chúng tôi đã bắt đầu đóng gói để gửi cho bác khách. Và chúng tôi phải lần lượt cuốn những cái lượt túi bóng mỏng ở bên trong trước này để bảo vệ chống bụi và chống nước cho tác phẩm. Sau đó thì chúng tôi mới bắt đầu cuốn bằng cái giấy túi bóng là cái loại mà xốp bột có cái phần hơi như thế để đỡ cho cái bức tranh nó đỡ bị va đập hơn. Và sau đó thì cũng sẽ phải kê xếp các cái điểm để làm sao mà tranh nó sẽ không bị cập kênh, lung lay và nó sẽ chạy đi tự do, thì đấy là một cái rủi ro rất là lớn. Và vì là phải vượt qua một cái lộ trình khá là dài và qua các cái khâu kiểm duyệt, nên chúng tôi sẽ phải đóng một cái thùng ba lét thật là an toàn và chắc chắn, làm sao để cái lộ trình mà vượt qua 9.000 km để đến với nước Đức sẽ thật là trọn vẹn và an toàn. Và một lần nữa, cái khâu đóng gói này cũng là một cái lời mà chúng tôi cảm ơn tới bác khách đã tin yêu và giao phó cho chúng tôi những cái công việc để thực hiện những cái ý tưởng của bác ấy. Hy vọng rằng cái lần mà chúng tôi đóng gói cũng như thể hiện cái tác phẩm này sẽ đến với tay của bác khách một cách an toàn và sẽ đón nhận được cái tình cảm của các bác.